Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại thông tin hôm nay, mình xin cập nhật và chia sẻ một vài thông tin liên quan đến vụ án tỉnh thất bồng lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là ngày 30 tháng 6 là ngày vụ án tỉnh thất bồng lai sẽ đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Đây là một vụ án mà khiến cho dư luận rất bất bình về việc tại sao tất cả các hồ sơ vụ án từ tố tụng cho đến tất cả các bản cáo trạng được lập đi lập lại dòng lên dòng xuống từ huyện Đức Hòa lên tỉnh Long An rồi lại quay trở về huyện Đức Hòa để đưa ra xét xử và khởi tố những con người trong tỉnh thất bồng lai này. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ án này đặc biệt bị hại lại là công an của huyện Đức Hòa tỉnh Long An và người đứng ra khởi tố xét xử vụ án này cũng là công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và đặc biệt hơn, người làm chứng trong vụ án này cũng là bị hại, cũng là 8 cán bộ công an của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là một điều mà khiến cho dư luận rất bất bình về vụ án này xử một cách thiếu công tâm, thiếu tính công khai. Thiếu tính công khai ở đây chúng ta có thể bình luận một cách khách quan có nghĩa là tại sao không đưa ra một bên thứ ba để xử vụ án này cho rõ được cái tính chất là mà mang tính chất cộng đồng để hiểu rõ tình tiết thực sự của vụ án có như vậy hay không. Và liên quan về các vấn đề bất bình về sự việc này thì năm vị luật sư đại diện cho tỉnh Thất Bồng Lai cũng đã gửi đơn lên tới tòa án trung ương và yêu cầu các cơ quan ban ngành trung ương và bộ công an vào cuộc để xem xét việc điều tra, việc xử lý và khởi tố vụ án của tình thất bồng lai đối với cơ quan công an huyện Đức Hòa. Như vậy là có đủ thẩm định, đủ tiến trình và đủ đúng theo quy định của pháp luật hay chưa? Tại sao vụ án lại khởi tố lòng dòng rồi cuối cùng đưa về quyền khởi tố? Một vụ án gây nhức nhối và bất bình trong dư luận trong suốt hơn 3 năm qua, gây phiền toái, gây rất an uất nhiều nỗi mà khó hiểu cho những người trong tỉnh thất bồng lai này đã chịu nhiều sự oan ức và sự tranh cãi từ dư luận cộng đồng mạng về việc cơ quan chức năng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kết cho họ cái tội ban đầu là lệm lon và cái tội thứ hai là lợi dụng để trục lợi từ thiện và cuối cùng điều tra không có tất cả những bằng chứng không có những chứng cứ nào cụ thể để đưa ra kết tội họ thì cuối cùng phải quy kết cho họ vào cái tội ở điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng tải những đoạn video mang tính chất là bịa đặt xúc phạm thiếu chính xác. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy cảm thấy bất công và bất bình cho vụ án này. Mang tính chất nội bộ, mang tính chất thiếu khách quan, khiến cho dư luận bất bình và xôn xao. Và ngày hôm nay là ngày 29 rồi, bây giờ cũng là buổi chiều của ngày 29. Theo thông tin từ mấy hôm nay thì trên tất cả các cổng thông tin mạng cũng như các vị luật sư cũng thông báo là sẽ cho quản buổi um, xét xử vào ngày mai ngày 30. Theo bên cáo trạng thì phía luật sư của Bảo vệ Thiên âm cũng xin quản um, buổi làm việc này lại để củng cố hồ sơ và để tham khảo thêm các tình tiết. Còn bên bị, bị hại là bên đứng ra khởi tố tố cáo vụ án này là bên tòa án nhân dân của à huyện Đức Hòa tỉnh Long An cũng xin hoãn phiên tòa lại để củng cố thêm tất cả các chứng cứ, thêm các tình tiết để phục vụ đảm bảo cho việc tố cáo là chính xác. Đây là vấn đề mà chúng ta cảm thấy có một cái điều gì đó nghi hoặc và bất ngờ, bởi vì chúng ta thấy rằng trong cái vụ án này hai vị luật sư đứng ra bào chữa tích cực à, cho bên bị hại mà cũng là người khởi tố vụ án này đó là công an huyện Đức Hòa thì đó là hai luật sư luật sư Trần Quốc Vũ và luật sư về Lốc là Triệu Quang Phục chúng ta cảm thấy rồi luật sư Trần Quốc Vũ đã liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng ông là người tố cáo hành vi sai sự thật Đối với cô Bùi Ngọc Trâm là nữ cư sĩ ở tỉnh Thất Bồng Lai, sau khi cô này đã khởi kiện ông về tội tố cáo và lầm nhục sai sự thật, cho nên ngày 28 tháng 6 vừa qua, ông đã bị công an quận Gò Vấp mời lên để điều tra và làm việc làm rõ vấn đề này và ông đã cúi đầu nhận tội về các hành vi sai trái của mình và chấp nhận bồi thường bằng tiền thiệt hại cho cô Bùi Ngọc Trâm này, nhưng không được chấp nhận thưa quý vị và các bạn. Đây là một điều cho chúng ta thấy rằng những vị luật sư mà đứng ra bào chữa biện minh để um, bảo vệ cho bị hại của tỉnh Thất Bồng Lai là công an huyện Đức Hòa thì chúng ta thấy những vị luật sư này đều biến chất và đều vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi tố cáo sai sự thật. Và Trần Quốc Vũ cũng đã cúi đầu nhận tội khi vô khống cô Bùi Ngọc Trâm có những hành vi, có những bài viết, có những nội dung tố cáo của ông Trần Quốc Vũ này sai thì thật và ông cũng đứng ra nhận tội xin lỗi và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường nhân phẩm giá trị cho cô Bùi Ngọc Trâm này bằng tiền tại cơ quan điều tra công an của quận Gò Dấp vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Thì thực hư cái vụ việc này như thế nào? Việc quản phiên tòa có phải đây là một lý do mà các luật sư bên bị hại của Thiền Am là công an huyện Đức Hòa này có thể một vụ án được cho rằng đã dàn xếp để củng cố và để lặp lại tất cả những thời gian những chứng cứ để cho cái việc tố cáo này khỏi bị dư luận cộng đồng mạng lên tiếng và có những điều bất bình trong vấn đề này thì chúng ta cũng đã nhận thấy đây là một vụ án có một hai mà khiến dư luận rất là bất bình và chúng ta cũng đã biết rằng ngày mai là ngày đưa ra phán quyết 8 giờ sáng mai sẽ là một phiên tòa xét xử tại tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và trong cái khâu chuẩn bị này thì cơ quan chức năng của huyện Long An cũng đã điều động và uh, quy động rất nhiều các lực lượng an ninh từ các ban ngành về đây để uh, củng cố và lập lại trật tự cũng như là theo dõi thúc các cái chiến trình của buổi diễn ra trong phiên tòa này. Nhưng đến hôm nay, hai hôm nay thì lại rộ lên một cái thông tin cho rằng là sẽ quản phiên tòa. Sau khi nghe thông tin là luật sư Trần Quốc Vũ này đã bị cơ quan công an của quận Gò Dấp mời lên để xử lý về hành vi vu khống mà tố cáo làm nhục sai sự thật đối với cô Bùi Ngọc Trâm liên quan đến vụ tình thất bồng lai này. Thì thực hư câu chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ chờ kết quả ngày mai và Bây giờ đến ngày mai là chỉ còn lại khoảng là um, chưa tới 10 tiếng đồng hồ nữa và tất cả những thông tin về việc quản vụ án này có thực sự là diễn ra hay không và nếu như mà không có thông tin về việc quản lại vụ án này thì chắc chắn là theo tiến trình điều tra thì ngày mai sẽ tiếp tục phiên tòa diễn ra và kết quả của phiên tòa diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tất cả những tình tiết trong ngày mai và chúng ta hy vọng rằng bốn năm vị luật sư đứng ra bào chữa bảo vệ cho Thiền Am sẽ đem lại điều công minh và vạch trần những tội lỗi mà những người đã vô khống xúc phạm à, khiến cho Thiền Am phải điều đứng xuống hơn 3 năm qua phải chịu tiếng oan cho đời phải bị cộng đồng mạng lên tiếng vì tội lượm non, vì tội trục lợi. Đây là hai cái tội danh mà nguy hại nhất cho xã hội ma đã bị những con người vu khống quy chụp và hãm hại thiền am một cách vô cớ. Đến bây giờ không biết ai là người đứng ra chịu trách nhiệm để bồi thường danh dự để đem lại sự công bằng rửa sạch những cái oan ức cho thuyền Am khi họ đã bị vô khống trong suốt hơn 3 năm qua và thưa quý vị và các bạn tình tiết của buổi làm việc ngày mai trong phiên tòa như thế nào chúng ta sẽ nghe lại lời nhận xét của à, các vị luật sư đã đến à, đến văn phòng và đến tòa án nhân dân của huyện Đức Hòa ngày hôm qua để thu thập thêm tất cả các thông tin dữ liệu và việc phiên tòa có quản thực sự hay không thưa quý vị và các bạn tôi nhận uh, cái việc uh thông báo xét xử trễ tuy vậy một mặt là chúng tôi đã có cái nhu cầu là tòa xét xử lại để có thêm thời gian chuẩn bị cho phiên tòa cho tốt nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn chuẩn bị cho phiên tòa giả thiết rằng nếu như là hội đồng xét xử họ không đồng ý phản phiên tòa và vẫn tiến hành xét xử thì các luật sơ vẫn vẫn chuẩn bị được tuy là có thể là không chu đáo bằng nhưng mà những cái điểm cơ bản nhất của vụ án thì hầu như chúng tôi đã nắm được à, luận điểm như thế nào để bào chữa, cần sử dụng những, bằng những chứng những cứ gì thì chúng tôi đều có sự chuẩn bị à, tương đối à, do này chúng tôi cũng không ngại lắm về việc nếu như ngày 30 à, tòa án vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử à, hôm nay đến tòa thì chúng tôi cũng được nhận được thêm một số cái cái thông tin mới à, là chính bản thân uh, luật sư của bị uh, hại à, họ cũng có đơn xin uh, hoãn và việc hoãn theo lý do của họ đưa ra là họ muốn uh, yêu cầu uh, thu thập thêm một số cái chứng cứ uhm, thì uh, với khả năng mà cả hai bên đều yêu cầu xin uh, hoãn thì chúng tin chúng tôi tin rằng là khả năng tòa hoãn phiên tòa ngày 30 tây tháng 6 chắc phải đến 99% à, tuy vậy Tất cả chúng tôi đều đã có sự chuẩn bị và vẫn đến tòa vào ngày 30 để xem kết quả cuối cùng như thế nào Thưa quý vị và các bạn như vậy là theo thông tin từ các vị luật sư bảo vệ cho Thuyền An thì họ cũng đã chưa nhận được thông báo kết quả chính thức về việc có quản phiên tòa vào ngày mai hay không và họ cũng đã nhận đến tòa án nhân dân huyện Đức Hòa vào ngày hôm qua để nắm bắt tình hình và nhận thêm những thông tin mới nhưng thực sự đến hôm nay chiều 29 tháng 6 rồi là gần chốt của cái ngày mà kết thúc để biết được kết quả là phiên tòa có quản hay là sẽ diễn ra như bình thường thì chúng ta vẫn chưa biết và các luật sư này cũng chưa biết thực hư về câu chuyện này như thế nào thì chúng ta giờ sẽ chờ xem đến sáng mai À, cơ quan chức năng sẽ thông báo rõ về cái tình hình như thế nào. Nếu như không có thông báo kết quả thì chúng ta sẽ biết chắc rằng phiên tòa sẽ diễn ra bình thường và chúng ta rất là trông chờ về kết quả sau phiên xét xử này. Những người trong tỉnh Thất Bồng Lai này sẽ bị cơ quan công an huyện Đức Hòa kết án họ như thế nào? Đó là một cái điều mà chúng ta rất là băn khoăn và chờ đợi nếu như cái giá sau cùng khi họ bị kết án về cái tội 331 ở khoảng 2 của điều này thì họ à, vi phạm và họ sẽ chịu một cái mức án từ 2 năm đến 7 năm tù và có thể cái mức án cuối cùng để dành cho những người vi phạm trong à, cái điều 331 cho rằng họ lạm dụng quyền tự do để đăng tải những thông tin thiếu chính xác sai sự thật vô khống xúc phạm thì chúng ta sẽ thấy rằng à, cái sự thật nó như thế nào và ai sẽ là người để đem lại cái công bằng cho tỉnh thất bồng lai và cũng mong rằng tất cả những vị luật sư bảo vệ cho thuyền am cho tỉnh thất bồng lai sẽ hết sức cống hiến bằng trí tuệ và nghị lực của mình để giành lại sự công bằng cho pháp luật đem lại sự nghiêm minh cho vụ án này và đem lại sự bình yên cho những người trong tỉnh thất bồng lai này để họ tiếp bước và họ có cuộc sống bình thường sau khi họ chịu oan ức về cái vụ án này trong suốt hơn 3 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi và chờ đợi những giây phút hồi hợp sau cùng của ngày 29 tháng 6 này đến sáng ngày 30 tháng 6 này nó sẽ như thế nào, thưa quý vị và các bạn.